bí ẩn cái chết của Tần Thủy Hoàng và sự thật về giấc mơ bất tử. Tần Thủy Hoàng gắn liền với hình ảnh của vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc từ 6 nước chư hầu, chấm dứt hơn 200 năm chiến tranh ròng rã. Ông vừa nổi tiếng với bản lĩnh và tài trí của một vị vua quyền uy bậc nhất thời bấy giờ, vừa được biết đến với sự cai trị tàn bạo. Dù là vị vua nổi tiếng bậc nhất lịch sử Trung Hoa, nhưng có những bí ẩn về cuộc đời của Tần Thủy Hoàng mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Thân thế chưa được khẳng định. Tần Thủy Hoàng tên thật là Doanh Chính, còn có tên khác là Triệu Chính, là vua của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước Công Nguyên đến 221 trước Công Nguyên trong thời kỳ Chiến Quốc và trở thành vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 trước Công Nguyên sau khi tiêu diệt các nước chư hầu khác. Ông cai trị cho đến khi qua đời vào năm 210 trước Công Nguyên ở tuổi 49. Cho đến nay, chưa một ai dám khẳng định về thân thế thực sự của Tần Thủy Hoàng. Trên danh nghĩa, Tần Thủy Hoàng là con trai của Trang Tương Vương nước Tần, nhưng theo một số tài liệu lịch sử, thì Tần Thủy Hoàng lại là con của một thương nhân giàu có tên là Lã Bất Vi, người sau này trở thành tướng quốc nước Tần. Tần Thủy Hoàng là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, mở ra gần hai thiên niên kỷ của hoàng gia cai trị Trung Quốc. Cho đến năm 221 trước Công Nguyên là thời điểm Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc bằng việc tiêu diệt các nước chư hầu. Người ta không thể đếm xuể và cũng không thể biết được hết những điển tích về tội ác và thủ đoạn tàn nhẫn đến cùng cực của vị hoàng đế đầu tiên này. Sau khi thống nhất, ông và thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt các cải cách lớn về kinh tế và chính trị. Ông đã tiến hành nhiều dự án khổng lồ, bao gồm việc xây dựng và hợp nhất các bộ phận của Vạn Lý Trường Thành. Lăng mộ nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất Nung có kích thước thật và một hệ thống đường quốc gia lớn với cái giá của rất nhiều mạng người. Để đảm bảo sự ổn định, ông đặt ra ngoài vòng pháp luật và đốt cháy nhiều cuốn sách, chôn sống một số học giả. Cả ngàn mỹ nữ nhưng chưa một lần lập hậu. Lập hoàng hậu là một việc trọng đại và gần như là luật bất thành văn trong thời phong kiến Trung Hoa. Thế nhưng có một người trong suốt 37 năm trị vì đã không thực hiện điều này dù cả ngàn mỹ nữ bao quanh. Đó là vị hoàng đế của các hoàng đế, Tần Thủy Hoàng. Khi khai quật lăng mộ, người ta cũng chỉ thấy duy nhất mộ của Tần Thủy Hoàng, chứ không có phần mộ của hoàng hậu. Theo tư liệu lịch sử, lên ngôi hoàng đế năm 13 tuổi, nhưng đến năm 22 tuổi, Tần Thủy Hoàng không hề lập hoàng hậu. 17 năm kể từ khi Tần Thủy Hoàng chấp chính cho đến năm ông 39 tuổi là khoảng thời gian ông thống nhất Trung Hoa. Từ khi 39 tuổi cho đến khi ông 50 tuổi, vị hoàng đế này vẫn không hề nghĩ tới việc lập mẫu nghi thiên hạ. Để giải thích lý do vì sao vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc này lại không có hoàng hậu, đã có rất nhiều nhà sử học nghiên cứu và đưa ra nguyên nhân lớn chính là do sự ảnh hưởng của gia đình, cụ thể là việc phải tận mắt chứng kiến những hành vi tư thông phóng túng của thân mẫu mình. Thân mẫu của Tần Thủy Hoàng, Triệu Cơ, vốn là tỳ thiếp của Lã Bất Vi. Tuy nhiên vì mục đích chính trị, Lã Bất Vi đã dâng tặng Triệu Cơ cho dị nhân, tức Tần Trang Tương Vương. Sau khi Tần Trang Tương Vương qua đời, bà ta là Thái Hậu nhưng vẫn tiếp tục tư thông qua lại với Lã Bất Vi. Không chỉ vậy, khi Tần Thủy Hoàng càng lớn, Triệu Cơ càng phóng túng, dâm loạn. Bà còn gian díu với Lao Ái, một tên giả làm thái giám để hầu hạ Thái Hậu và có với người này hai đứa con trai. Sự phóng túng của thân mẫu được cho là nguyên nhân lớn dẫn đến việc hình thành nên một tính cách cực kỳ phức tạp trong con người ông. Tức giận vì những hành động của Thái Hậu, Tần Thủy Hoàng trong cơn thịnh nộ đã ra lệnh giết chết Lao Ái cùng hai đứa em trai cùng mẹ khác cha, đuổi mẹ khỏi Hàm Dương. Lã Bất Vi cũng bị bãi miễn chức vụ tướng quốc, sau này đã tìm đến cách uống thuốc độc để tự sát. Những ám ảnh về gia đình khi đó đã khiến Tần Thủy Hoàng dần hình thành thái độ coi nữ nhân chỉ là đối tượng để trút hết sự căm ghét hoặc là công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Từ đó, vị hoàng đế này cũng nảy sinh sự không tin tưởng vào nữ giới. Theo ông, việc chỉ định một hoàng hậu sẽ khiến cho tất cả các phi tần tranh giành, đấu đá nhau để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Giấc mơ bất tử. Đứng đầu một nước, có thể đánh đông dẹp bắc, thống nhất thiên hạ. Song Tần Thủy Hoàng lại là một vị hoàng đế luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Ngay từ khi lên ngôi, ông đã cho lệnh tìm kiếm địa điểm để xây dựng lăng mộ cho mình. Ông thậm chí cho xây dựng cả một thế giới thu nhỏ trong lăng để khi chết vẫn có thể duy trì quyền lực ở một thế giới khác. Ông sẵn sàng chi vàng cũng như giết người không gây tay để có thể tìm được lời giải cho giấc mơ bất tử.
Một điều khiến hậu thế phải đau đầu về Tần Thủy Hoàng, đó chính là cái chết đầy bí ẩn của ông. Nguyên nhân cái chết của vị hoàng đế này là gì? Liệu có phải ông đã tiên liệu được cái chết của mình khi lăng mộ vừa xây xong, cũng là lúc hoàng đế băng hà, hay là do một nguyên nhân gì khác? Giới sử gia Trung Quốc hiện vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều người cho rằng vị hoàng đế này chết chính vì giấc mơ bất tử hoang đường. Luôn đau đáu một giấc mơ về loại thuốc trường sinh có thể giúp ông sống và an vị mãi mãi. Vị vua này đã đưa ra không ít những quyết định có phần điên loạn. Nghe kể về núi Bồng Lai thần bí với loại quả tiên có thể giúp con người trường sinh, Tần Thủy Hoàng đã cho tàu chở hàng trăm đồng nam và đồng nữ đi tìm địa danh bí ẩn với những lời đồn đại về phương thuốc kỳ diệu này. Sau khi việc tìm kiếm chốn thần tiên đó không thành, trong một lần lang thang ở quốc sử quán, nơi lưu trữ sách sử, Tần Thủy Hoàng bất ngờ tìm thấy một cuốn sách cổ về y học, trong đó có đề cập đến một chất có thể khiến con người trường sinh bất tử, đó chính là thủy ngân. Tần Thủy Hoàng thấy vậy, liền cho người đi khắp nơi thu thập lượng lớn thủy ngân về cung. Thậm chí, ông còn cho thiết kế một hệ thống sông thủy ngân lỏng vây quanh lăng mộ của chính mình. Một số ghi chép cho rằng, chính vì quá tin tưởng vào phương thuốc kỳ quái này mà Tần Vương đã băng hà vì những viên thuốc độc đó. Bệnh tật hiểm nghèo. Song một luồng ý kiến khác lại cho rằng vị hoàng đế này đã chết vì bệnh tật. Theo sử ký, Tần Thủy Hoàng vốn từ nhỏ thể chất đã yếu đuối. Khi lớn lên, ông lại rất mực bảo thủ, mỗi ngày đều đích thân xử lý mọi công việc. Nếu không xong lượng việc đã đặt ra, ông nhất định sẽ không chịu nghỉ ngơi. Trong một chuyến tuần du thứ năm đi tìm loại thuốc trường sinh, Tần Thủy Hoàng tới bến Bình Nguyên, nay ở gần Bình Nguyên, Sơn Đông thì ngã bệnh. Ông hạ lệnh cho quân lính đưa mình về Hàm Dương, song khi tới hành cung Sa Khâu, nay nằm ở gần Quảng Tông, Hà Bắc, Tần Đế đã băng hà. Nhiều người cho rằng cơ thể vốn yếu bệnh của vị hoàng đế này, cộng thêm việc tuần du vào những ngày hè nóng nực đã khiến Tần Thủy Hoàng mắc bệnh mà chết. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng Tần Thủy Hoàng đã mắc bệnh viêm não trong những ngày nắng nóng đó. Bị gian thần hãm hại. Thế nhưng, dựa trên những gì sử sách ghi chép lại, không ít người vẫn hoài nghi về cái chết của vị hoàng đế này và cho rằng ông vốn là bị người hại mà chết. Đối tượng bị nghi vấn không ai khác chính là Thái giám Triệu Cao, người mà Tần Thủy Hoàng luôn tin tưởng giữ bên mình. Trong chuyến tuần du định mệnh, ông còn mang theo quan thượng khanh Mông Nghị. Mông Nghị vốn chốn thân thiết với vua, nhưng khi Tần Thủy Hoàng lâm trọng bệnh, Mông Nghị lại bị điều về cửa ải nơi biên giới. Điều bất thường này khiến các học giả cho rằng chính Triệu Cao đã tìm cách đẩy Mông Nghị đi nhằm loại bớt cận thần, dễ bề mưu sát. Trước đó, Triệu Cao cũng từng bị Mông Nghị trị tội tử hình nhưng được Tần Thủy Hoàng tha cho nên mới thoát tội chết. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Triệu Cao liền dùng thủ đoạn dụ dỗ, thuyết phục Hồ Hợi, uy hiếp Lý Tư, giả tạo di chiếu của Tần Thủy Hoàng, trao ngôi vua lại cho Hồ Hợi. Dù có nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng đến nay vẫn chưa có một sự thống nhất cuối cùng giữa các sử gia. Và vì vậy, cái chết của Tần Thủy Hoàng vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Khu lăng mộ phải mất 38 năm mới hoàn thành. Khi Tần Thủy Hoàng qua đời, được mai táng tại đây, cho đến năm 1974, lăng mộ mới được phát hiện bởi một người nông dân đào giếng. Khu lăng mộ được xây dựng ở phía đông núi Ly Sơn, mà theo quan niệm phong thủy thì khu vực này có hình dáng của rồng và lăng mộ nằm ở vị trí mắt rồng. Việc xây dựng lăng mộ phải sử dụng đến 700.000 công nhân và thợ thủ công. Nó có thiết kế giống như kim tự tháp, cao 76m và rộng gần 350m2. Đồng thời, khu lăng mộ được thiết kế như một tổ hợp các cung điện đền đài, được bao quanh bởi những thành quách. Để bảo mật cho lăng mộ, nhà Tần đã giết hết lực lượng tham gia xây dựng bằng cách biết đường ra vào, chôn sống họ, cũng như giết hết số người liên quan đến vụ chôn sống này. Năm 1974, một phần hầm mộ được khai quật là đường hầm Binh Mã Dũng số 1. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện thấy hàng nghìn tượng binh mã bằng đất sét, có quan văn, quan võ, binh lính, người trung thành với Tần Thủy Hoàng. Dù là tượng, nhưng mỗi gương mặt được chạm khắc khác nhau. Đến năm 1994, đường hầm số 2 được khai quật. Đây là nơi được coi là tinh hoa trong tinh hoa, bao gồm các trận chiến kỵ binh cùng cung thủ với nhiều tư thế bắn phong phú. Suốt gần nửa thế kỷ, các nhà khoa học tìm thấy khoảng 2.000 binh sĩ bằng đất nung chôn trong lăng mộ. Ước tính đội quân đất nung lên tới 8.000 người, nhưng các nhà khảo cổ vẫn chưa khai quật hết bởi phần lớn lăng mộ chưa được khám phá. Ngoài ra, việc khai quật gặp rất nhiều khó khăn khi trong những lần khảo cổ,
các nhà khoa học nhận thấy lượng thủy ngân ở đây cao gấp 280 lần bình thường, trùng hợp với tư liệu ghi lại trong bộ sử ký của Tư Mã Thiên về những dòng sông thủy ngân trong lăng mộ. Được biết, khí độc của thủy ngân vừa có tác dụng diệt khuẩn, vừa là vũ khí giết chết những kẻ liều lĩnh dám xâm phạm chốn yên nghỉ của hoàng đế. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!